Trở lại chương trình giờ dạo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, ngày 12 tháng 7 vừa qua đó thì tòa án trọng tài quốc tế The Hague đưa ra một cái phán quyết là tất cả mọi cái thái độ mà Trung Quốc muốn bành trướng tại khu vực Biển Đông để nói rằng khi khu vực đó thuộc chủ quyền của họ nó hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ cũng lên tiếng, Nhật Bản cũng lên tiếng, Úc cũng lên tiếng, nhiều quốc gia khác cũng yêu cầu là Bắc Kinh phải tuân thủ cái bản phán quyết đó, nhưng mà dường như kết quả không được bao nhiêu, phải không? Tôi nghĩ kết quả nó không được bao nhiêu, và nó làm cái thắng lợi của về mặt ngoại giao cho Philippines. Thế nhưng mà cái thực tế rất là ngạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thí dụ như vậy đấy. Tức là cái vấn đề đó là Philippines có chính nghĩa nhưng mà không có quân đội để đối phó với lại một cái sức mạnh như vậy trước cái sự thờ ơ của nhiều nước khác. Và cái thứ hai nữa đó là tôi nói rằng là các cái cơ chế quốc tế đó thì tôi có dùng cái chữ, xin lỗi cái khán thính giả, nhiều khi mình nói cho nó cho quý vị gọi là thấy vui vẻ theo dõi cái chuyện, tôi bảo cái đó là bà già chầu cầm súng nước. Những cái bọn côn đồ đó đây, nó đâu có sợ bà già chầu mới làm cái bà cầm súng để súng nước. Cái chuyện thực tế là như vậy. Thành ra vì vậy đó Philippines có thể rằng là nói gì thì nói đó, cũng nhìn trước nhìn sau, biết rằng là Trung Cộng đó, đó họ khôn, họ không có đi vào những cái biện pháp quân sự quá thô bạo, là tại vì sẽ đụng đến các quốc gia khác, thí dụ như trường hợp của Nhật Bản hay là Úc hoặc là Hoa Kỳ đằng sau. Thế nhưng mà gọi là cứ theo cái lối âm nhu, được đằng trên lên đằng đầu thì họ lên, thế thì Manila đã cũng phải đi theo cái cửa đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề quan trọng hơn vậy đó, thì chúng ta lại trở lại những cái mà cái lối nhìn, cái phương pháp nhìn tôi đó. Tôi nhìn vào cái địa dư, nhìn vào lịch sử xem nó ra làm sao, tại sao nơi đó nó lại xảy ra những cái chuyện đó. Thì về địa dư lịch sử đó, đó thì cái nơi mà bắt được cá nhiều nhất đó, thì tức là nó ở thềm lục địa, tức là và từ lục địa mà đi ra đến bên ngoài đó là mà thoai thoải, cái bờ cá đó thoai thoải xuống, nó còn thoai thoải thì nó không quá sâu để vẫn có ánh mặt trời và nó vẫn có được những thức ăn cho tôm cá, nó đi từ những cái con sông lớn ra. Thành ra trên thế giới đó, thì cái vùng biển chúng ta gọi là Đông Á của chúng ta đã cái vùng thềm lục địa đó, đó là nơi có cái mật độ, cái lượng cá đó đông nhất của Việt Nam, ở cái vùng gọi là Đông Hải của ở chúng ta, Đông Hải của mình. Ngẫu nhiên nó là Hoàng Sa và Trường Sa, thì chúng ta nhìn thấy tại sao là tên là Hoàng Sa lần Trường Sa là đều là bãi cát hết. Cát tức là xa là cát sâu, tức là lâu lâu nó có những cái vực rất sâu, nhưng mà và nó chiếm 20% cái diện tích thềm lục địa của toàn cầu, nó là trong cái vùng Đông Nam Á. Nhưng mà xin lỗi ông, là như 20% cái thềm lục địa của toàn cầu, như vậy thế là cái mật độ cá ở cái vùng ở chỗ đó nó nhiều, Đông Hải là nhiều nhất, vùng Đông Hải thì có, tức là cái hy vọng mà để bắt cá ở chỗ đó nó nhiều nhất. Nhưng mà cũng chỗ đó, đó nó khác với lại trường hợp cái vùng, tôi lấy thí dụ như là thềm lục địa của Bắc Đại Tây Dương hoặc là Nam Đại Tây Dương, tức là Nam Mỹ chẳng hạn, thì nơi mà thềm lục địa của chúng ta Đông Hải đó, đó là nơi tiếp cận với lại cả chục quốc gia khác nhau. Thế và 40 năm sau khi mà gọi là mê cuồng nói chuyện hoang tưởng kiểu Mao Trạch Đông đó, thì Trung Quốc bắt đầu đi ra ngoài và muốn trở thành một quốc gia gọi là một cường quốc hải dương đó, đó. Thì việc đầu tiên cả là đi bắt cá và sẽ chiếu cố cái vùng biển của đất nước chúng ta vì một cái lý do là cá. Anh nghe tôi cứ nói đùa mà con cá nó sống vì nước, nhưng mà người ta cướp nước đó đã có thể cũng là vì con cá. Nói đó, kỳ này chúng ta sẽ tập trung vào chuyện đó. Thưa ông, với cái tình trạng như vậy đó, thì liệu cái phản ứng của phía các quốc gia đối với Bắc Kinh nói chung và riêng của Việt Nam như thế nào khi mà cần phải bảo vệ cái thềm lục địa của mình? Và lúc nãy tôi nghe ông nhắc tới một cái hiệp ước Vịnh Bắc Bộ, nó có liên quan đến vấn đề cái ngư trường cá này không? Nó có. Còn mình cũng có thể gọi là chúng ngư trường cá được chứ không? Đúng rồi, tại vì chúng ta phải nghĩ như thế này đó là vì những cái yếu tố mà chúng ta vừa mới nói, trong đó có cái chuyện sinh tử là lương thực đó, ngư trường đó có thể là đấu trường, trở thành nơi tranh giành đấy, là nơi đây chiến tranh và cái gọi là cái xác suất của những cái chuyện đụng độ đó có thể rằng là nó cao hơn ở các nơi khác. Hồi nãy tôi có nói đến cái gọi là cái mật độ, cái tập trung 20% thêm lục địa lớn ở cái vùng đó.
Thì tôi những ví dụ như thế này này là người ta đã trong cái quá khứ nó đã có một trường hợp hai quốc gia có một số những cái thỏa thuận cãi lộn và bàn với nhau ra làm sao đó, tức là từ năm 1993 sau khi mà Hà Nội và Bắc Kinh tái lập băng giao năm 91, lúc mà Hà Nội đó là bị mồ côi quan thầy, đó là Liên bang Xô Viết sụp đổ đó thì là ôm chân Trung Quốc. Thì người ta đã có 7 năm trời thảo luận với nhau về cái việc mà khai thác hay là phân danh vịnh Bắc Bộ trên một cái diện tích gọi là 30 mấy ngàn dặm vuông đó. Và trong đó là có những cái thỏa thuận về cái việc đó là hai bên đó là cùng khai thác cá trong những cái vùng mà tiếp cận hoặc là trùng lấp với nhau. Thì sau đó không đấy nó có những cái chuyện đụng độ giữa ngư phủ tàu và ngư phủ Việt Nam trong cái vùng vịnh Bắc Bộ đó. Thế thì không có đụng độ không có nghĩa rằng là ngư phủ Việt Nam đó là không có bị lấn và không có bị cướp. Cái nội dung của cái gọi là cái hiệp ước mà Bắc Bộ đó mà hai bên đã ký kết, cũng gọi là công bố, tôi nói là sai, đã ký kết thỏa thuận năm 2000 đó. Nội dung nó ra làm sao không ai biết. Thế thì bây giờ đây tôi đề nghị là người Việt Nam mình khuyên chính phủ Philippines rằng là các ông đề nghị Hà Nội cho biết rằng là cái nội dung ra làm sao để ông xem nhau, ông có thể ông căn cứ trên cái đó để quý vị gọi là thảo luận với Bắc Kinh một cái chuyện tương tự hay không. Thì lúc bây giờ nếu mà Hà Nội giấu biến cái đó thì cũng kỳ, mấy giờ công bố cái đó nó ra đó thì mới thấy rằng là à, hóa ra rằng là nó là một cái hiệp ước gọi là bất quân chứng. Thì lúc đó chúng ta nghĩ đến một cái trường hợp khác, trường hợp của Nhật Bản với lại Trung Quốc trước đây cũng đã từng đụng độ về cá ở trong cái vùng mà gọi là thuộc về lãnh hải của quần đảo Senkaku, tức là mà chúng Điêu ngư. Nhận là của mình là Điếu Ngư đó, năm 1997. Xin lỗi, nghĩ chúng ta ngừng trình độ một vài phút để mời quý khán giả theo dõi vài thông tin thương mại.